Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Học Tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với tập 5 của bài 12, là bài cuối của tập 5. Bảo hộ động vật là bảo vệ động vật. Trong bài này chúng ta sẽ học cái tầm quan trọng của việc mà bảo vệ động vật, yêu quý động vật, cũng như là học cái tường thuật để mà biểu đạt một cái sự việc nào đó, tường thuật biểu đạt sự việc. Bây giờ mình đến với bài 12. 第十二课, bảo hộ động vật. Bài 12 là bảo vệ động vật ha. Thì trong đây là phần đàm thoại của Chia Chế và Hóa Trung. Hai người thì đang đi ở một cái nơi nào đó gần siêu thị, thì đột nhiên lại thấy một cái con thú vật, con vật nuôi bị thương, cho nên đưa đến bệnh viện. Và sẽ có phần đàm thoại với bác sĩ ở bệnh viện. Bây giờ mình đến bắt đầu phần đàm thoại. Sẽ là phần đàm thoại của Gia Chia. 这场篮球比赛好精彩啊！ 我早就知道我们学校的篮球一定会得冠军。 Cái trận mà đấu bóng rổ đợt này, thi đấu bóng rổ thì rất là chiến tài, rất là hay ha, rất là thâm thúy, tinh túy, rất là hay nha. 我早就, tôi sớm đã biết, 我早就知道, tôi sớm đã biết, 我们学校, trường của chúng ta, đội bóng rổ trường của chúng ta, 一定会, nhất định sẽ đạt được, tớ là đạt được, 冠军, là quán quân. Hoa Trung nó nói, 是啊, 我希望我们老虎队, 也跟他们一样, 能得第一名. Mình hy vọng đội lão hổ của chúng ta cũng giống như họ, là sẽ đạt được, có thể đạt được hạng nhất. Ý Hóa Trung, 你看, 树下那只小狗是不是受伤了? 流了好多血. Ý, ở đây là tháng từ ha, là họ đang nói cái sự việc này, thì bỗng nhiên là có một cái sự việc gì xảy ra, cho nên tháng từ để cho cái người nghe là chú ý là mình đang nói đến một sự việc khác. Nè, ý Hoa Trung, bạn nhìn kìa, nhìn khan su xia na zi xiao gou, ở dưới gốc cây có một cái con chó nhỏ, shi bu shi shou shang le, có phải là nó bị thương không? Nếu là họ tuo xie, chảy rất là nhiều máu. Wo men gan huai ba ta shong dao yi yuan qu ba, fu jin you dong wu yi yuan ma. Chúng ta hãy nhanh nhanh, gan huai ba ta là đưa nó, tức là đưa con chó đó, shong dao yi yuan qu, đưa đến bệnh viện. Fu jin you dong wu yi yuan ma, ở gần đây thì có động vật tức là bệnh viện thú y hay không? Dầu ing gai jiu zai chao shi chao ji shi chang fu jin. 可是我只记得从这里往高速公路的方向走. 有, có, 应该 là nhất định, ở 超级市场, siêu thị, gần siêu thị, nhất định là ở gần siêu thị. 可是, nhưng mà 我只记得, mình chỉ nhớ 从这里往高速公路的方向走. Nhưng mình chỉ nhớ cái hướng đi á, từ đây đến đường cao tốc mà thôi. Ồ, 我知道那家动物医院大概从这里走到第三个十字路口再右转我们一定找得到的. Ồ, 我知道, mình biết cái bệnh viện thú y ở đâu. 大概从, đại khái là từ 这里, từ đây, dù tạo, từ đây đi đến ha, đi sang cơ sử trư lưu khẩu là ngã tư thứ ba, chạy dâu tròn quẹo phải, mình ý tin chào tớ tạo, chúng ta nhất định sẽ tìm ra, tìm thấy. Rồi hai bạn đó đã tìm thấy ha. Rồi bây giờ họ sẽ đến, đang đến ở bệnh viện thú y ha, chạy tông u y yuan, chạy tông u y yuan. Gia Kiệt nói với bác sĩ là, 医生, 小狗到底怎么了?
thưa bác sĩ, con chó nhỏ này rốt cuộc bị sao rồi? Chẳng mà là Tha thờ sân thị chảo tô sô sang là Chí chung bị chào yến chung thờ sư chảo. Cơ thể của nó, tha thờ sân thị chảo và chân đều đã bị thương rồi. Chí chung, trong đó đó thì bị chào thì nghiêm trọng hơn là cái chân, tức là chân thì bị nghiêm trọng hơn. Trong chỉ chúng ở đây là chỉ là toàn bộ cái vết thương á, thì cái phần nghiêm trọng nhất là cái chân, đó là ý nghĩa của chữ chỉ chúng. Nếu như chỉ chúng tư là một trong những cái đó, chỉ chúng tư một trong những cái người đó, người nào đó chỉ chúng tư y rảnh ha. 我妈常说动物是我们的朋友应该要保护它们。 Mẹ mình nói á, động vật 是我们的朋友, là bạn của chúng ta, in gai yao, nhất định là phải bảo hộ tha mình, bảo vệ chúng. Xiao peng you, ni men shuo de dui, dong wu shi xuyao da jia yi qi bảo hộ de. Anh bạn nhỏ, các em nói rất là đúng. Dong wu, động vật, là cần chúng cùng nhau bảo vệ. Bây giờ mình đến với phần đoạn văn, đoạn ngắn ha, toàn quyển. Đoạn văn ngắn, thường thuộc ngắn. Ba bà tờ chiên khăn chiến trả. Chiên khăn là sức khỏe hay là kiện khang á. Ba kiểm tra sức khỏe. Chuy niên ba bà chuy y yên cho là chiên khăn chiến trả. Năm ngoái ba đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Chống kiểm tra báo cáo lại khăn mấy dầu yên trung tờ vấn đề. Từ cái bản báo cáo cho thấy là không có cái gì nghiêm trọng cả. Hiển trung là nghiêm trọng ha. Vấn đề là vấn đề, là không có vấn đề gì nghiêm trọng. Khờ sư y sân chiên nhi ba bà yên gai tua yên động. Nhưng mà bác sĩ là kiến nghị chiên nhi ha, ba bà đề nghị bà là nên vận động nhiều ha, tua yên động. Và yên gai sào chư y điện, và cũng nên ăn ít lại một tí. Ba bà y chén y chư y chư 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 à, hai cái này khác nhau à. Y chư chư de xia er si ji ge jiao zhi. Y chén là trước đây ha, trước đây ba một lần á ăn có thể ăn được, chư de xia là ăn được ha, hơn er si ji ge là hơn 20. Mang 20 cái gì? Chảo chứ là sủ gạo. Yǒu de shí hòu shèn zì kě yǐ zài hē yǐ dà wǎn shuāng lā tāng. Có khi là thậm chí có thể uống được một chén canh shuāng lā là chua cay, một chén canh chua cay lớn. Wèi lè jiān kāng, bà bà bù dàn quyết dìng 开始跑步, 而且要少吃一点. Vì sức khỏe, ba không những quyết định bắt đầu chạy bộ, 开始跑步, đồng thời ăn ít lại, đồng thời cũng ăn ít lại. Tha 一个星期跑三次, một tuần lễ thì chạy 3 lần. Mỗi lần chạy 1 tiếng. Mỗi lần chạy hơn 1 tiếng. Tha đối chạy bộ yue lai yue you xing qu, là ba đối với việc chạy bộ ngày càng có hứng thú. Hiện tại liền ma la đối ma la song bi sai đều xiang tham gia. Liền ha, liền ngay cả ha, cả cái việc gì đó, ma la song bi sai là cuộc thi marathon, tôi sẵn tham gia, cũng muốn tham gia. Hiện tại thì ngay cả cuộc thi marathon cũng muốn tham gia. 我们都觉得他那么努力一定能跑完. Chúng tôi cảm thấy là ba nỗ lực như vậy nhất định sẽ chạy hết được. Mama 说, 这次爸爸第一次参加马拉松比赛, 比赛那天, 我们都要去 当啦啦队帮爸爸加油.
mẹ nói, lần này, lần đây là lần đầu tiên ba tham gia, chưa là đây ha, marathon, cuộc thi marathon. Cái ngày bị sai nay thiên là cái ngày mà thi đấu. Vừa mến tô nhau, chúng ta phải đi làm cổ động viên ha. Tăng la la tuy, tăng ba 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 xa dỗ, giúp ba cổ động cho ba ha. Xa dỗ, tức là cố lên hay là khuyến khích ai đó cố gắng. Đến với phần sân thử, ý, cái đây là tháng từ. Như mình đang nói một cái sự việc gì đó, cái tự nhiên mình chuyển sự việc khác, mình nói ý để cho người ta chú ý cái sự việc mình đang nói. Tông u là động vật. Xu yao là cần thiết. Quản là chán. Mã la sông là marathon. Và hôm nay thì chúng ta không có cấu trúc câu mới, do đó từ mới thì cũng chỉ có 5 từ. Do vậy bài học của chúng ta kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh và cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại.